độ cho tất cả mọi người trong gia đình được đến Thiên Quân Sơn bình an và gặp Thiên Tuấn Kiệt. Thì đó, ngày hôm nay gia đình được tội nguyện là, thì mình tin tưởng rằng cái lời cầu nguyện của mình mỗi ngày đó là được chứng giám. Và cũng mong muốn rằng tất cả những người thân trong gia đình này cũng như những người hiện diện ở đây, khi đến được núi Thiên Quân Sơn thì được ơn trên độ cho được khỏe mạnh bình an. Và những người mà có cái tâm chưa nghĩ đến thì cũng cầu xin ơn trên độ cho họ được nghĩ đến. Còn từ trước tới giờ đã từng nghe những cái clip của anh Thiên Tuấn Kiệt thì nói rằng xin cha độ cho Việt Nam mình không đổ máu khi đổi đời. Thì mình mới nghĩ rằng cái chuyện đó rất là khó, thật là cá nhân mình nghĩ thôi nha, rất là khó. Lý do là thù hận quá nhiều. Điển hình những người đại gia mà chị Cộng nói rằng đại gia đó, họ mất hết tài sản thì cái hận thù đó họ không quên. Thì tới cái ngày mà cái buổi giao thời thì máu không đổ thì cái chuyện đó mình nghĩ là rất là khó. Cho nên mình cũng mong muốn rằng những cái chuyện mà giống như là anh Kiệt nói, cầu xin được như ý nguyện. Thành ra cái mình nói vừa rồi đó thì theo anh Kiệt nghĩ lại là có đổ máu hay không, chứ thấy là mình rất là lo sợ vấn đề đó, tại thân nhân mình vẫn còn ở Việt Nam. Có quay bán này nha, lỡ có quay cũng không có bỏ ông lên nha, ổng còn đi về Việt Nam nha. Không, hiện giờ đang ở Mỹ. Chứ không phải ở Việt Nam. Con ở Việt Nam. Ở Mỹ thì nói được, nhưng mà cũng đừng quay. Thế này chỉ quay để mà có tiếng nói. Còn mấy người Việt Nam đừng có quay người ta, tại vì bển thì cộng nó kiếm chuyện mình á. Người của mình đừng để làm đại khái. Còn cái thứ nhất. Bao nhiêu ngày nữa đâu thầy? Dạ, nó đếm từng ngày mà. Còn nó có bao nhiêu? Giờ cái nhà nó mục chân hết rồi. 5 năm trước nếu mà mấy ổng mà thượng thiên thì con còn xin được là mình sửa cái nhà. Sửa nhà Việt Nam. Hôm nay đã quá 5 năm rồi. Tuổi của con đã lớn rồi. Đúng ra con ra độ đời khoảng 50 tuổi. Mà hôm nay gần 56 rồi. Trễ 5 năm cơ vận bị trễ 7 năm. Đức Thầy cũng bị trễ. Đúng ra 99 năm ngày xuất hiện. Cơ trời hôm nay đã bị trễ là vì những cái thằng lì lợm cứng đầu. Nhưng gần đây nhất, cách đây 2 tuần. Những cái tượng đây mà quý vị nhìn thấy nha, không phải là tượng nha, người thiệt không đó. Thì ngày trận đạo, những vị anh gọi là hồn thiên sông núi của nước Việt á, thường dạy dỗ. Và chị là Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở ngoài Bắc người ta thờ á, với mẹ, với cha, với mấy chư Phật đều nói sau này là chỉ có mình con á, là nửa đời nửa đạo, là vì tâm con đã là người tu từng nhiều kiếp rồi, con là chuyển lưng thánh dương, mà hôm nay một đời người ngắn ngủi kiệt này không có phước được mặc áo vàng như ông thầy ngày hôm qua 30 năm mà kiểu tu đại khái. Dầu sao mình cũng biết là nghiệp, dầu một giết con kiến cũng là nghiệp. Sáng nào cũng dạy mấy đệ tử là trước khi đi bước xuống giường phải đọc là tuần chiêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện như tức thời sanh tịnh độ. Tán cái hình đó là con kiến mà nhỏ hèm, tao không thấy đường á, tao đạp mày á, mày có bể nát là cũng không có tội. Thì cái câu mà lấy ân báo quán á, là con đã bị nhồi nhét vô cái sọ này gần mấy chục năm. Ngày nào cũng vậy, mẹ cũng vậy, Phật Mẫu cũng vậy, nước Việt nó có cái nghiệp. Dân cũng có cái nghiệp, thế giới ngày cũng đang trả cái nghiệp. Cộng sản nó cũng khổ, nó đóng vai ác nó cũng trả cái nghiệp. Bác Hồ cũng khổ ở dưới tầng địa ngục 66. Hôm nay con xin ổng giống như tự chuồng cọp mà ra được ngoài vậy, nhưng mà vẫn còn trong khám chí hoài phải không? Thì ổng cũng đang khổ. Mà cái khổ của ổng nhất á, về ổng nói ngài phải nói làm sao cho cái đám con cháu của tôi á, nó đừng có đem tôi hành hình. Mà sáng á, thì trồi lên giống như hành hình, tối thì sụp xuống. Cái đó là một cái cực khổ của một cái xác chết. Ổng muốn quả tán á. Còn cái chuồng gà mà Trung Cộng mà nó xây á, Lăng Ba Đình giống như chuồng gà vậy đó, là nó chấn em nước mình không có ngóc đầu nổi. Cái mấy vị mới nói vì Trung Cộng nó quá giỏi về tâm linh, nó chấn em từ Bắc tới Nam. Hồ Hoàng Kiếm á, giống như cái tim vậy, nó chấn xuống. Một nước Việt mình giống như con người nha, giống như con rồng vậy, nó chấn.
cái giữa miền Trung cái nó ủi mấy cái núi cái là giống như cắt đứt rồng vậy. Cho nên Việt Nam mình á, mấy vị nói bây giờ nhân tài hiếm mà toàn là mình dùng chữ gì nó đứng đúng chả, tức là tham tiền với tham tài thì nhiều, nhân tài thì ít mà tham tài thì nhiều. Rồi cho nên ở trên á mới cho người ở trên trời xuống đầu thai vô nước Việt. Khi mà Việt nhảy vô xuống nước Việt mà đầu thai vô miền miền Tây á của vùng Kiên Giang á, thì song song có mấy nghìn người cùng nhảy vô xuống, họ cũng âm thầm ở bên nước Việt. Cho nước Việt bây giờ quý vị thấy á, là về tâm linh hay là về chuyện này chuyện kia rất là nhiều. Đó là hiện tượng vậy đó. Rồi tại sao đạo á chỉ có cái đạo Hồi giáo thôi mà cả khối Trung Đông rồi, rồi tới thêm cái đạo của ông Chúa Giê-xu ở bên Do Thái nữa, là cả địa cầu chỉ có hai cái đạo lập ra thôi, là muốn thống lĩnh cái quả địa cầu này 8 tỷ người, 8 tỷ hả? Nhưng mà Việt Nam mình á, trước khi Hội Long Hoa ra đời, trước khi cái đạo Thiên Tâm ra đời để mà thống nhất tất cả những cái đạo đó trong tương lai, là những cái đạo đi trước là Bửu Sơn Kiều Hương, rồi đạo Cao Đài, rồi đạo Hòa Hảo, rồi đạo Khất Sĩ, để mà cho cái thời kỳ Hội Long Hoa. Mà lập đạo đâu phải dễ, chỉ có con trời mới lập đạo được nha. Người thường không ai gan mà có giờ lỗi lạc cũng không dám lập đạo, tại vì không có sự hậu thuẫn của Hội đồng Chư Phật làm sao lập được. Mà như đạo Cao Đài thì một vị tướng trời xuống lập, mà ông có nói ông chỉ lập đúng 100 năm thôi cái đạo sẽ bị tịch, thì sau đó sẽ có cái đạo mới tiếp tục lên. Thì hôm nay quý vị nhìn thấy, dầu cho cộng sản Việt Nam nó bỏ ra bao nhiêu đạo giả, tức là Cao Đài có Cao Đài giả, Hòa Hảo có Hòa Hảo giả, Phật giáo thì quá giả rồi, mình thấy rồi, rồi Bửu Sơn Kiều Hương cũng có giả, rồi Công giáo cũng có giả, nó làm hư hết. Kinh điển của Đức Thầy ở miền Tây nó sửa lại hết. Mấy vị nói những đứa nhỏ mà của Hòa Hảo sau này nó hiểu ít lắm, nó hiểu sai lệch nhiều. Những người Hòa Hảo mà lớn tuổi mà thời xưa đó hôm nay cũng còn, nhưng mà không còn bao nhiêu, mà tiếng nói thì cũng không có nhiều nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi cơ trời khi mà tới, dầu cho hôm nay mọi chuyện có thay đổi, có thuận thiên đi nữa đó, đến lúc thay đổi là thay đổi toàn thế giới. Đi một lượt Nga, Tàu, Trung Cộng, Hoàng Uẩn, rồi Việt Nam, chỉ còn có 4 thằng à, đi một lượt luôn. Cuba thôi khỏi đi, nó túc bẻo. Titanic sẽ chìm. Thì lúc đó 6 triệu người hải ngoại mà Thượng Đế như Đức Thầy đã sắp đặt cho mình đó, đi ra đây, gọi là mấy vị thường dùng cái danh từ gọi là chim hiền. Thì chim hiền giống như bác phải không, người chấp cánh là con bác phải không. Bữa nay là hồi xưa mình nghèo khổ, nhưng mà con mình toàn là kỹ sư, tệ nhất cũng 4 năm đại học. Rồi cái cháu ngoại mình đó, chim hình, chim hiền chấp cánh. Lúc đó 6 triệu ồ ạt bay về Việt Nam để mà thành lập lại một cái nước Việt mới, y như thời Do Thái thời xưa vậy. Và đồng tiền đô la của 6 triệu người này sẽ gửi về thôi khủng khiếp. Cho nên nước Việt có một tương lai rất là sáng ngời. Con bảo đảm, ai mà muốn ăn cá con một đồng ăn 1 triệu con cá, nước Việt sẽ là cường quốc. Chẳng lẽ Phật với Thượng Đế đi nó gạt chúng ta? Xưa giờ Phật đâu có giờ gạt gì đâu, Phật nói gì cũng trúng á. Thời mạt pháp ma quỷ nó mặc đồ vàng cạo tóc cũng trúng nè, nghe không. Phật nói màu sắc với âm thanh, sau này quá trời Phật tử chạy theo màu sắc âm thanh không. Rồi cái này mặc áo sơ mi đủ màu ấy, họ không tin. Ai tin Kiệt thì người đã được cứu, ai không tin Kiệt thì sẽ lọt sổ. Kiệt chỉ nói đơn giản, hiểu. Và
bác có gì muốn chia sẻ nói tiếp, ở ngoài kia ai có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, mình nói cũng nhiều rồi, quá trời nói rồi. Giờ chỉ ngồi để thăm quý vị, thăm bà con ở xa gần đến thăm núi với trả lời. Sao chị? Chừng nào hả? Ra hỏi cái ông râu dài kìa. Ngang qua hôm kia chứ, sư phụ nói cả ta biết mà ta còn không dám nói, tại vì cha của con không có cho ta nói. Nhưng mà bề trên có nói một cái câu để mình suy luận. Một vị rất là lớn trên trời cách đây 2 tuần cho Kiệt biết, là tại vì Kiệt là người hỏi đại diện cho nước Việt Nam, hỏi đại diện cho thế giới để hỏi bề trên, thì Kiệt đặt ra những cái câu hỏi. Thì cái câu hỏi mà chị về mới hỏi Kiệt á, là Kiệt có hỏi bề trên bây giờ Kiệt hỏi còn thê thảm hơn nữa. Bây giờ con già rồi, con lo cái núi lâu nay chân cũng hơi bữa đi nhiều quá đó. Nó cũng bị đau chân nữa. Bây giờ lớn tuổi thì sức khỏe không có giờ tập thể dục. Bệnh thì chưa có bệnh, mà không biết có đủ thời giờ để làm xong nửa bài kính thiên còn lại không. Tại nửa bài thì cái đạo ra đời, còn nửa bài thì còn đang ngồi chờ quá không, ngồi vuốt râu, không có râu vuốt ngồi chơi với mấy đứa đại tử. Thì một vị cao nói, con đọc lại lời của ta ngày xưa dạy đi, là cái bài Mã đời dương cước anh hùng tận đó, thân dậu niên lai kiến thái bình. Cái chữ anh hùng đó là mấy vị giải thích cho Kiệt nghe luôn. Anh hùng là Việt Nam mình đó, là toàn là anh hùng không à, mấy đại ca mình đó ai cũng anh hùng hết. Cái thằng công an mà nó quýnh dân ở ngoài đường nó cũng là anh hùng á. Tại nó anh hùng, nó dám lên camera quốc tế Mỹ, cảnh sát làm gì dám quýnh dân. Việt Nam mình quýnh dân là anh hùng luôn, cỡ nào cũng anh hùng. Thì mã đời là gì? Mã là con ngựa. Con ngựa thì bữa Kiệt nói, Kiệt tưởng là tháng 7 này là con ngựa nè. Nhưng mà con ngựa này á, là 24, 25 sắp tới rồi đó. Cái lúc đó Kiệt nói trời, một năm lâu quá, con chờ không có nổi. Cả cái thế giới này thay đổi mà một năm mà con chờ không nổi hả? Nhiều lúc Kiệt cũng như đứa con nít ở trên trời, cứ ở dưới này cứ trông hoài. Tại vì Kiệt biết tất cả quý vị trên cộng người Việt Nam cứ mong coi Kiệt có tin tức gì Kiệt nói. Nhưng mà tin tức đã nói rồi, vậy nó chờ nó xảy ra. Thì còn Kiệt á, là chỉ mong cha cho biết cái gì. Tại vì bề trên á, mà cho Kiệt biết á, là cho nhỏ giọt thôi. Có nghĩa là cơ trời giống như cái cuộn phim vậy đó. Thì mấy vị đã coi cuộn phim rồi. Tới phút 1.45 phút 20 second thì quý vị chỉ chờ tới 1.45 là 20 second mới nói cho mình biết. Chứ còn lúc mà 1.35 cũng chưa thèm nói nữa. Tức là sắp tới rồi, còn vài tháng mới nói. Thì lâu nay là gì? Kìa cũng như quý vị thôi, 80% nha. Tất cả đệ tử hội thiên nhân thế giới đạo thiên tâm là chánh đạo là thiệt, để mà thống nhất thế giới. Nhưng mà Đức Thầy là tiên tri lỗi lạc của thời xưa, Kiệt hôm nay tiên tri của thời nay. Cái thời gian nó ngắn hơn những cái nhà tiên tri trên thế giới hàng mấy trăm năm. Nhưng mà điều là chúng 99% không đó nghe. Mà Kiệt khuyên tất cả hội thiên chỉ tin Kiệt 80% thôi, chưa chờ 20% Đức Thầy xuất hiện. Chỉ ai là Minh Dương, chỉ ai là vua nước Việt, là Kiệt sẽ làm cái gì. Nhưng mà lâu nay là thường thường Kiệt đã khuyên đệ tử như vậy. Tới giây ca bản thân Kiệt thì Kiệt biết là 100%. Nhưng mà chúng ta mang thân người, ai cũng có cái ngã hết, ai cũng là người phàm hết. Nghe ông nội này nói tôi thấy cũng hợp lý, cái gì cũng đúng đúng hết á.
Nhưng mà tôi không có cảm nhận, tôi không có thử qua, tôi chưa có biết. Tôi chưa biết cảnh thần tiên như thế nào, tôi cũng chưa có nghĩ tưởng tượng vậy. Cả cái chuyện mà cái ông mà bị đóng ba cái đinh á, hồi mấy năm trước mà vậy đâu có thèm nói cái vụ này. Mình cứ đi tối ngày cứ đi xuống dưới kiếm ổng mình lại không à. Tại sao này mới vậy đó, mà lại hoài không thấy xuất hiện. Người ta toàn là mỗi lần nói chuyện là nói chuyện với ông Thánh Peter nha. Thì nói chuyện với Thánh Tử Đạo Việt Nam á, ông Đa Minh Cẩm, ông gì mà bên công giáo của người Việt á, ông ở đầy dưới cái chỗ chỗ khu công giáo chứ này nè. Cái đấy gần đây đến lúc mà mới đây thôi mấy vị nó đúng rồi đó, một hồn mà nhiều xác á, tái sanh là nhiều lần là như vậy. Thì lúc đó mình mới tá quả ra, mấy vị nói mình mới dám nói nha. Thì gần đây cái vụ mà ra cái đinh đó, tại vì mấy vị nói con đã lộ rồi, bây giờ những người công giáo, những năm loại mà con nói con độ không được là con chiên là số 1, rất là khó tin. Mà hôm nay mà con nói thì qua mai con còn cứu được giờ chót, và sau này họ không có được sàng lọc, họ con đã giữ lời hứa của tiền kiếp, hôm nay con trở lại để cứu con của con, nhưng mà họ vẫn không ấy thiệt, về phần con không có lỗi, lỗi là họ bị chấp. Cho nên thì phải nói, chứ không phải là ngã mạng nha quý vị. Gần đây có nhiều đứa nó hiểu á, nó nói kiệt là Chúa xua tái lâm á. Cũng thiệt. Tại vì đến lúc này, để sau này họ không còn cái gì để oán trách. Cả những cái người vô nghì á, những cái người mà thượng thiên chống lại với cha, mà còn ăn trên ngồi rồi trên đầu dân đen á, ở Việt Nam á, sau này họ có bị mất xác mất hồn, bị đọa địa ngục, và đồng thời á, bị dân chúng ruồng bỏ, dùng chữ ruồng bỏ thôi mà không biết bỏ kiểu nào nghe, chết thì chắc không cho chết, mà sống chắc cũng không để cho sống, thì cũng đừng có trách là trời ơi sao mà đối xử với tôi tệ. Trời đã ra 5 năm trên mạng rồi, không có tệ với chúng sanh đâu, đó là lý do làm sao á. Vì chúng sanh siêu ngu, vô minh là siêu ngu. Chứ không có ảo. Những người mà đang sống trong cái sự chạy theo đồng hồ, chạy theo cái gì họ đang có đó, rồi họ quên đi nhân nghĩa để họ ăn hiếp những người nghèo, và họ làm cho một cái nền kinh tế nước Việt đi suy sụp, và họ có thể bán nước trắng trợn cho ngoại bang để mà diệt chủng một cái nước Việt nhỏ bé gọi là cái nước con rồng cháu tiên á, thì là họ có lỗi. Mà cuối cùng rồi á, Trung Cộng nó như con trăng vậy, nó nuốt con nai tơ này nuốt không nổi. Xưa kia nói rồi, bây giờ nuốt chỉ còn có cái đầu với cái mũi ngắt ngắt vậy nè, giờ phải ói ra. Giờ phải ói ra từ từ, đâu phải dễ chết đâu. Cho anh bắt ói ra. Khoảng 25, 26, 25. Đó là của toàn thế giới nha. Của riêng nước Việt nó có thể xảy ra sớm hơn lẹ. Tại vì nước Việt phải ổn định trước khi mà cả thế giới này ngã ngủ. Về bề trên thì cũng cho biết những cái nước mà hôm nay giống như Iran hay là Venezuela hay là Brazil, mấy cái nước mà bây giờ còn bày đặt xài tiền đồng của Trung Cộng rồi nữa, rồi bây giờ lập cái khối gì hiện bây giờ là sắp chết tới nơi á, mà còn tạo phe tạo cánh rồi dây nhợ rồi cứ tưởng đâu ta đây còn sức mạnh á. Ngày mai nó chết á, mấy vị nói ngày mai mà nó có chết đi nữa, nó cũng nói nó cũng mạnh nữa con đừng có tin. Còn tất cả truyền thông Việt Nam không có gì là thiệt hết trơn á. Nhưng mà dân không có gì nghe riết cái thành ra bị nhiễm. Đến là nghe những lời thiệt của Kiệt á, thì lại nó hơi ngược lại. Nhưng mà cái số lượng mà nghe bên kia đông quá, rồi cuối cùng là cái số lượng đông á, là cái số lượng không đúng.
thì mới gọi là lọt sổ 70%. Còn cái số lượng mà nghe mà còn giữ được là 30%. Chứ còn nếu mà cái số lượng mà nghe tiếng thật của thiên đình á, mà 70 thì là phước của chúng sanh rồi. Ngày hôm qua hôm kia sư phụ khen, đức thầy khen, ngày về ngày khen con hôm nay á, giỏi hơn ta. Người hải ngoại á, ta thấy rất là khó để độ. Tức là người hải ngoại này nè, tại vì họ vừa đi làm bận rộn, rồi vừa ở cuộc sống văn minh, rồi vừa đầy đủ, họ đâu có cần gì tới trời cái Phật nữa. Họ chỉ có một cái là cần có một cái đi vacation hay là xe mới rồi vậy thôi, chứ họ không có đến nổi như người Việt Nam. Cái đức thầy nói mà con còn độ được một số người ở hải ngoại này là con giỏi rồi đó. Mà cái đạo thiên tâm này ta đã lập ra là để sau này là về núi Cấm. Núi Cấm là thủ đô của con trong tương lai. Con sẽ bỏ xác ở nơi đó. Trời, đức thầy không nói gì luôn á. Còn cái Thiên Long Sơn này chỉ tạm thôi, con chỉ cần sinh hoạt được là được rồi. Chứ cái chính vẫn là núi Cấm. Ngài lúc nào cũng nhấn mạnh vậy, từ đầu tới cuối. Bao nhiêu năm nay, mười mấy năm nay. Tới hôm nay Ngài cũng nói vậy. Mà cái núi Cấm, thật sự hồi lúc trước khi mà ấy lên mạng nói thì cũng có về núi Cấm một lần như vậy tham quan thôi. Chứ đâu phải là mình biết gì đâu, tại vì núi Cấm cũng náo nhiệt lắm. Người ta buôn bán cũng giống y như là cái du lịch. Người ta không cho cái nơi đó là cái nơi tâm linh thật sự. Mà ngược lại chỗ đó là toàn là thần thánh, Phật tiên Bồ Tát ở đó không à. Mà họ bán đồ mặn, họ bán thịt chó ở đó luôn. Họ làm đủ chuyện hết. Cái mấy vị nói gì như vậy mà những vị tiên trưởng, những vị lớn, người ta bỏ núi Cấm người ta đi. Khi bỏ núi Cấm đi, dân ở vùng An Giang sẽ không bao giờ khá được. Sẽ nghèo hoài, khổ khổ hoài. Bây giờ mình nhìn thấy những cái đứa mà lên Bình Dương mà đi làm công á, toàn là miền Tây không à. Khổ dễ sợ luôn, rồi đi qua Đài Loan hay đi làm cô dâu bên Thượng Hải hay là bên Nam Hàn, hoặc toàn là người Nam không. Vì phạm. Mình phạm với người đời thì không sao nghe, mà phạm với thần thánh mệt lắm. Ở Việt Nam thích phạm với thần thánh, thích hỏn với thần thánh. Ở Việt Nam vậy đó. Hả? Bển có nhiều người tức cười lắm, muốn nổi tiếng, cái một tay che trời, cái miệng thì rộng, nói hô quang hô gì á, rồi kêu tên của Thiên Tấn Kiệt này nói nọ. Rồi cái một bên á thì làm cái clip là giống như hay lắm vậy á, giống như Long vậy ngoài Hà Nội, giống như ông Kiều Nguyên Tá vậy đó, giống như ông phó ban tuyên giáo vậy đó. Chắc là bị cái Zalo rồi bị trận của Kiệt ở Việt Nam, chắc là cũng mấy ông nội này thì sẽ bị ẹt hết á. Tức là ăn tay che trời, coi thần thánh không ra gì, người muốn nổi tiếng rồi lên kêu cái tên của mình ra mà kêu ghiêu mà nói này nói kia bậy bạ đó. Kiệt không có dám nói gì nha, tự phải suy nghĩ trước khi hãy nói thân khẩu ý. Bề trên á sẽ không có khi mà mình đã xuất khẩu rồi vậy đó, khó có gỡ tội lại lắm á, cẩn thận á. Ở đây không có đồ ăn nữa. Về dưới Dragon Land có hả? Để vậy nè. Ở đây ngồi cái miếng giường của thằng Thái nó mới vừa làm xong, thấy đẹp nè, mát. Ở nơi này nó sẽ lưu truyền nhiều nghìn năm về sau, một mảnh đất mà của riêng của người Việt. Để ngay mặt của bác nó vậy con. Để đâu thôi, cái bên này.
mới ngủ dậy ha, không gì chiến trường hả? Chị trường chút xuống cúng. Sau này những đứa nhỏ mà lớn lên á, giàu cho tiểu bang nào muốn không bị mất gốc, giàu có chồng Mỹ hay vợ Mỹ thì cũng về Thiên Long Sơn, cũng biết ít nhiều về cái phong tục. Thì chúng ta là người Việt Nam không có đoàn kết, nhưng mà là ai cũng là khôn ngoan lanh và giỏi, đều có tinh thần yêu nước. Thì về cái mảnh đất Thiên Long Sơn này để mà biết được lịch sử nước Việt, biết được cái đạo có Phật có trời, nên phong cảnh ở đây á, thấy nó vậy, nó không có cái gì gọi là sang trọng, nhưng mà lên đây ai cũng sẽ có cái nhận cái điển thanh của chư thiên á, với mấy vị ở đây đứng đầy nè, mấy vị này là hiện hữu hết. Ai buồn bực sầu não lên đây cũng sẽ hết buồn. Anh có gì muốn trao đổi không anh? Trời, anh hiền quá hả? Lúc mà quốc gia lâm nạn, thất phu cũng phải hữu trách, đàn bà cũng phải xách chổi đi rượt giặt nữa, cho nên mình phải nói anh nữa. Lập lại hội Diên Hồng thời xưa đó, là thời nhà Trần.